Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Hồ Duy Hải lộ bút lục chứng minh sau 21 giờ nạn nhân mới có mặt tại điểm bán trái cây. Bản án giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, 17 vị thẩm phán cho rằng 20 giờ 30 phút bưu điện đóng cửa, Hải đưa tiền để Vân đi mua trái cây và gây án trong thời gian Vân ra ngoài. Sau đó Vân về thì bị sát hại ngay lập tức. Nghĩa là thời gian gây án sẽ từ 20 giờ 30 thời gian Vân đi mua trái cây cộng với thời gian sát hại Vân. Đoạn đường Vân đi là 150m, cả đi và về là 300m. Chúng tôi đã thử đi và mất 5 đến 6 phút đồng hồ. Hồ sơ thể hiện Vân chỉ mua hàng và đối đáp mấy câu trong lúc mua rồi về. Như vậy khung giờ và các đối tượng khác ngoại phạm được xác định là từ 20 giờ 30 đến 21 giờ. Và trong khung giờ này, nếu Hải khai Hải ngủ ở nhà hoặc không chứng minh được ngoại phạm thì sẽ bị ghép tội. Và chúng tôi có bút lục chứng minh sau 21 giờ cô Vân có mặt tại điểm bán trái cây. Như vậy giờ chết của các nạn nhân đã được xác định là sai, và sai giờ chết tức là sai giờ gây án thì kẻ thủ ác rất dễ ngoại phạm. Và bút lục này, hồ sơ mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang giữ, không có đề nghị Viện trưởng Lê Minh Trí cho kiểm tra hồ sơ để thấy thiếu bút lục 262. Qua tuần sẽ có nhiều chuyện được giải mã. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các chánh án ở phiên tòa giám đốc thẩm biết rằng đã có những lời khai với nội dung khác hoàn toàn với cáo trạng nhưng không được đưa vào kết luận điều tra? Vụ án năm xưa đang dần sáng tỏ khi càng lúc càng nhiều tình tiết. Hình ảnh chưa từng xuất hiện này được những người giấu mặt gửi đến cho công chúng. Một trong những yếu tố kết tội Hồ Duy Hải đó là căn cứ vào lời khai của các nhân chứng về việc nạn nhân thấy một thanh niên có mặt ở bưu điện Cầu Voi vào khoảng 19h30 đến 20h30. Đó là lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường và lời khai của người bán trái cây Nguyễn Thị Bích Ngân về thời gian mua trái cây của nạn nhân Vân. Không cần nhắc lại lời khai của Đinh Vũ Thường vì sau đó nhân chứng này đã xác nhận với luật sư Trần Hồng Phong bào chữa cho Hồ Duy Hải việc chỉ nhìn thấy một thanh niên chứ không phải nhìn thấy Hồ Duy Hải như kết luận điều tra nêu, và cũng không nhớ được bảng số xe Dream dựng trước cổng bưu cục. Một tình tiết mới mà chúng tôi vừa tìm ra đó là thời gian mua trái cây của nạn nhân Vân không giống với những gì kết luận điều tra nêu. Người bán trái cây Nguyễn Thị Bích Ngân có chồng là Nguyễn Thanh Long, là nhân viên của cây xăng Cầu Voi. Cây xăng này cách điểm bán trái cây, đồng thời là nhà của Ngân Long, khoảng 50m. Vào đêm xảy ra án mạng 13 tháng 1 năm 2008, Long có mặt khi vợ bán trái cây cho Vân rồi rời quầy trái cây đi bộ đến cây xăng. Tại cây xăng có trang bị camera ghi hình lại sự có mặt của Long vào lúc 21 giờ 1 phút, nhắc lại khoảng cách từ quầy trái cây đến cây xăng khoảng 50m. Theo kết luận của cơ quan điều tra, Vân đi mua trái cây vào lúc 20 giờ 30 phút. Theo thử nghiệm thực tế của chúng tôi về quãng đường từ bưu cục Cầu Voi đến điểm mua trái cây, cả đi lẫn về thời gian giao dịch ước chừng mất khoảng 5 đến 6 phút. Thử nghiệm đó được live stream cho tất cả mọi người được theo dõi. Việc nạn nhân Vân đi mua trái cây vào lúc 21 giờ phù hợp với suy đoán của chúng tôi về hiện trường. Có sợi mì và cơm rơi vãi, thức ăn trong dạ dày của nạn nhân đã tiêu hóa gần hết, cho thấy việc một người ở nhà nấu mì ăn khuya, còn một người đi mua trái cây tráng miệng là phù hợp với diễn tiến thời gian. Xin lưu ý đây là suy đoán của tác giả. Hồ Duy Hải bị bắt và kết tội giết hai nạn nhân bưu cục Cầu Voi vì nhân chứng nhìn thấy một thanh niên có mặt tại hiện trường trong khoảng thời gian từ 19h30 đến 20h30 và các nghi can khác có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng thời gian đó. Còn Hải thì không. Vậy nếu có những lời khai khác nhận diện một thanh niên có vẻ bề ngoài và tuổi tác chênh lệch với Hải, và những lời khai đó bao giờ được xuất hiện trong các tài liệu điều tra, điều ấy sẽ khiến cho vụ án Hải đi về đâu? Dư luận rất dị nghị về việc ông Nguyễn Hòa Bình, người đã quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm với tư cách viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nay lại ngồi ghế chủ tọa xét xử kháng nghị giám đốc thẩm. Vì vậy, có thể và đã có kết quả chứng minh mang định kiến tư pháp vào quá trình điều tra, xét xử, quyết định không vô tư, thiếu khách quan, rõ ràng đã vi phạm quy định tại Điều 21 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã gửi đến Chủ tịch nước, đã trình bày như vậy trong thư gửi đến Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gửi cho Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh rằng những vi phạm nêu trên sẽ tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm trong hoạt động tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ án sau này. Đó là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nhưng kết luận có tội với lập luận, có vi phạm nhưng không làm thay đổi bản án, bản chất vụ án. Ông Phúc Tuệ, một đảng viên ở Hà Nội, đã gửi đến Thời báo.d nêu ra ý kiến của mình như sau. Có thể nói rằng với phát ngôn mạnh mẽ của mình trước cử tri thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang chiếm thế thượng phong trước ông chánh án tối cao Nguyễn Hòa Bình. Lịch sử tư pháp Việt Nam từ năm 1945 trở lại đây chưa bao giờ có việc tòa và viện công khai đối nghịch nhau, sử dụng báo chí, mạng xã hội để xỉ vả nhau và có thể xem như hai cơ quan này không có đảng lãnh đạo. Vậy tại sao lại có chuyện rất không bình thường này? Thận trọng xem xét lại thì thấy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra kháng nghị hoàn toàn đúng luật theo điều 404 Luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Và sự khủng hoảng đến chính từ sai lầm của Nguyễn Hòa Bình. Vậy ông Bình đã sai những gì? Thứ nhất, ông Bình đã không chủ động báo cáo Ban Nội chính Trung ương, không báo cáo lên lãnh đạo Đảng, Chính phủ để tìm cách xử lý khác, đó là tòa và viện. Công an cùng ngồi với nhau dưới sự chủ trì của Ban Nội chính để giải quyết vụ án. Ông Bình đã lộ rõ sự cay cú muốn ăn thua với ông Trí và ông quá tự tin về trình độ các thẩm phán. Nhưng ông hoàn toàn không để ý rằng 17 thẩm phán của hội đồng xét xử giám đốc thẩm thì 16 người đều là những người chưa từng xử án hình sự. Vì thế, họ không biết cách phân tích chứng cứ mà chỉ biết dựa theo những gì đã có trong hồ sơ. Thứ hai, chọn thời điểm xử vụ án trước Hội nghị Trung ương 12 và trước kỳ họp Quốc hội là việc làm thiếu khôn ngoan, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ trở thành vấn đề chính trị và dễ bị suy diễn. Thứ ba, ông Bình cho bưng bít thông tin ngay từ đầu bằng cách chỉ cho báo Công lý được dự, còn báo của Viện Kiểm sát, Công an, Bộ Tư pháp, Hội Luật sư đều bị cấm hết. Việc bưng bít thông tin và chỉ cung cấp thông tin theo hướng có lợi cho mình đã biến phiên tòa trở nên mất dân chủ. Thứ tư, khi bị dư luận phản ứng thì một số thẩm phán đã có phát ngôn rất thiếu chuẩn mực, đồng thời sử dụng một bài báo thân quen lên tiếng bảo vệ nhưng lại không đếm xỉa đến dư luận xã hội, thậm chí rất dại dột khi chỉ trích đại biểu Quốc hội. Và thứ năm, chọn cách đối đầu với Viện Kiểm sát là một sai lầm chết người của ông Bình. Bởi lẽ ông Bình không đủ bình tĩnh để phân tích về pháp luật bản kháng nghị của Viện Kiểm sát. Bây giờ, ông Bình đã tự ngồi vào đống rơm và tự châm lửa đốt mình. Sự nghiệp chính trị của ông rất cao, có thể coi như chấm dứt ở đây. Ông không ai có thể bầu cho một người bị gần như cả xã hội coi khinh. Đảng viên Phúc Tuệ đưa ra kết luận. Nhà báo Vũ Hữu Sự nhận xét rằng, xem xét toàn diện quá trình giám đốc thẩm vụ án, tôi nhận thấy ngài Phó Giáo sư Tiến sĩ Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có trình độ tương đương với một sinh viên năm thứ nhất của trường trung cấp pháp lý, loại trường chỉ tồn tại ở nước ta gần 20 năm về trước. Luật sư Phạm Quốc Bình nhận xét một cách chua chát rằng vụ án này tất cả đều căn cứ vào con số 0. Không có chứng cứ, không có tăng vật, chứng vật, chứng, tóm lại là không có gì sất, vậy mà chúng nó 17 đứa đồng loạt giơ dao chém thằng bé. Cử tri và người dân khắp cả nước, trong đó có cả những nhà chuyên môn, nguyên là thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, chuyên gia luật, giáo viên, đều cho rằng với những chứng cứ và lập luận mang tính chủ quan áp đặt, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã phán quyết đồng tình với hai bản án bị dư luận phản đối mạnh mẽ hơn chục năm để dễ kết án tử cho một con người. Đặc biệt, dư luận cho rằng phán quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội và đã dựa trên suy tư, quan niệm mang tính buộc tội, vấn đề cấm kỵ trong lĩnh vực hình sự. Mặc dù công nhận nhiều sai sót mang tính mấu chốt trong quá trình điều tra, nhưng lại cho rằng sai sót đó không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra sự đồng cảm với suy nghĩ của rất nhiều người khác. Trên Facebook cá nhân có 200.000 người theo dõi, nhà báo Bạch Hoàn viết rằng
cơn bão phẫn nộ, mưa cơn mưa gạch đá, nước bọt và làn sóng căm phẫn của nhiều người quan tâm đến thế sự và khát khao công lý đang ném thẳng về phía mặt của ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa Nhân dân tối cao. Ông Bình là nhân vật có sự nghiệp chính trị với dấu ấn đặc biệt là ra quyết định không hủy án sơ thẩm, phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải bằng luận điệu tuy điều tra sai phạm nhưng bản chất vẫn không có gì thay đổi. Từ chuyện nhà cửa đất đai tuổi tác đến những câu nói có vẻ hay và làm thì như mèo mửa của ông Bình đều đang bị lột chuồng rồi phơi bày ra dư luận xã hội. Nhiều ý kiến ngờ vực rằng có thể có bàn tay này mưu đồ kia muốn đánh thẳng vào ông Nguyễn Hòa Bình. Tôi thực không quan tâm đến vấn đề ấy. Trong hệ thống chính trị này tôi hoàn toàn không đặt nặng nhẹ ai lên ai xuống, người đi kẻ ở ra sao, ai nắm quyền, ai thất thế. Tôi vẫn là một thân phận dân nhỏ bé như tất cả anh chị em và bạn bè khác. Tuy nhiên, vì còn sống nên ta cần phải làm gì đó. Tôi từng là nhà báo, dù đã rời khỏi hệ thống báo chí của nhà nước thì tôi vẫn còn những trăn trở của một con người cầm bút. Đó là chưa kể làm người sao có thể nín câm. Vì lẽ đó, thứ mà tôi luôn theo đuổi chỉ đơn giản là lên tiếng trước bất công và vô lý, cổ vũ cho những cải cách và tiến bộ xã hội. Nhân sự việc ông Nguyễn Hòa Bình, tôi muốn nói rằng tôi sẽ kiên trì viết, kiên trì phê phán và không ngừng đòi hỏi phải tôn trọng các nguyên tắc thực thi pháp luật, phải cải cách tư pháp, phải để cho công lý thực sự là công lý, đó là mang đến lẽ phải, lẽ công bình. Đơn giản là vì những gì ông ấy làm đã xâm phạm thô bạo vào những giá trị mà tôi khát khao và xây dựng. Tôi không phục vụ cho một phe nhóm chính trị, nhưng tôi luôn sẵn sàng dùng ngòi bút của mình phục vụ cho giá trị tôi theo đuổi. Nhà báo Bạch Hoàn đưa ra quan điểm. Giáo sư tiến sĩ khoa học Thái Vĩnh Thắng, cựu chủ nhiệm khoa pháp luật hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội, từng tu nghiệp và lấy bằng thẩm phán của Trường Thẩm phán Quốc gia Cộng hòa Pháp tại Bordeaux. Ông Thắng đưa ra nhận định trong bài viết mang tựa đề "Nếu không hủy bản án, giám đốc thẩm Hồ Duy Hải, uy tín của nền tư pháp Việt Nam sẽ bị sụp đổ". Bản án giám đốc thẩm về vụ án giết người mà bị cáo là Hồ Duy Hải đã bị buộc tội và bị kết án tử hình cần phải bị hủy bỏ. Niềm tin của người dân Việt Nam vào công lý sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu như bản án này không được hủy bỏ. Bản án này đã gây nên sự bức xúc và phẫn nộ trong xã hội, nhất là những quan tâm đến công bằng, công lý, hiến pháp, nhà nước pháp quyền và quyền con người. Bản án giám đốc thẩm đã mắc những sai lầm nghiêm trọng sau đây. Thứ nhất, vi phạm nguyên tắc hồi tị, theo đó chánh án Nguyễn Hòa Bình không thể tham gia vụ xét xử phiên tòa vì ông đã từng tham gia vụ án này với tư cách viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ký quyết định không kháng nghị bản án phúc thẩm. Thứ hai, vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội. Khi không có nhân chứng hoặc vật chứng chứng minh Hồ Duy Hải phạm tội thì phải coi như Hồ Duy Hải không phạm tội. Thứ ba, kết luận sai về sự vi phạm luật tố tụng của cơ quan điều tra mà lại không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Pháp luật tố tụng hiện đại và bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều quy định về việc điều tra, truy tố, xét xử phải đúng quy định của pháp luật. Bất kỳ vi phạm nào trong quá trình điều tra đều dẫn đến phải hủy bỏ kết quả điều tra. Trong vụ án giết hai mạng người mà tăng vật, vụ án giao thớt không được giữ lại, phải mua lại ở chợ để làm vật tương tự. Mẫu máu lấy được ở hiện trường không đem đi xét nghiệm ngay, sau một tháng mới đem đi xét nghiệm nên có kết quả không rõ ràng. Buộc tội Hồ Duy Hải nhưng dấu vân tay ở hiện trường không trùng với dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Kẻ thù ác thuận tay trái nhưng Hồ Duy Hải thì thuận tay phải, tình tiết mới do luật sư mới phát hiện ra. Thứ tư, vi phạm nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo và không đảm bảo nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa. Trong trường hợp vụ án này, cơ quan điều tra vụ án có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, khả năng xử án, hủy án là việc mà tòa án tối cao không thể không nhìn thấy, nhưng lại không triệu tập bị cáo. Có triệu tập luật sư nhưng luật sư không được tham gia phần tranh biện, phải đợi đến khi có đề nghị của đoàn luật sư. Luật sư bào chữa mới được gọi lại đến phiên tòa, như vậy đã không đảm bảo nguyên tắc tranh tụng tại tòa. Thứ năm, không tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo nguyên tắc độc lập của thẩm phán. Chúng ta rất rõ rằng
Hình thức để thể hiện ý chí của thẩm phán trong hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao sẽ ảnh hưởng đến quyết định của họ. Chỉ có bỏ phiếu kín, các thẩm phán mới thể hiện đúng ý nguyện của mình. Việc biểu quyết công khai sẽ buộc các thẩm phán phải nghiêng về ý kiến của chánh án, vì làm trái ý của thủ trưởng sẽ gây cho họ khó khăn trong công việc về sau này. Hơn nữa, chúng ta đều biết rằng việc tiến từ biểu quyết công khai đến bỏ phiếu kín là một bước tiến trong chế độ dân chủ. Vì thế, các nguyên tắc bầu cử của chúng ta là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Việc loại bỏ hình thức bỏ phiếu kín mà chọn biểu quyết công khai rõ ràng đã hạn chế tính độc lập của thẩm phán. Những vi phạm và sai lầm trên đây ở cấp giám đốc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao rõ ràng là không thể chấp nhận được. Đề nghị Quốc hội, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thực hiện chức năng giám sát của mình để khắc phục sai lầm trên đây của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Viện Kiểm sát tối cao đề nghị 6 việc phải làm khi điều tra lại nhằm tránh oan sai, bỏ lọt tội. Tham gia phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, căn cứ để Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định kháng nghị bản án là bởi trong hai bản án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ. Thời gian xuất hiện của Hồ Duy Hải tại bưu cục Cầu Voi, khám nghiệm tử thi chưa làm rõ thời gian tử vong của nạn nhân. Về những vật chứng, dao, thớt, ghế được mua về để thay thế là không đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc tài liệu tố tụng đưa ra ba con dao không nhất quán về mặt kích thước thì không thể khẳng định con dao này là công cụ gây án. Nhận định về mâu thuẫn than cho của việc đốt quần áo và dây lưng của Hải còn mơ hồ. Bên cạnh đó, quá trình tố tụng cũng chưa làm rõ việc bưu điện Cầu Voi hôm xảy ra án mạng có việc mất nước hay không, cũng như chưa làm rõ việc bán tài sản mà Hải lấy của nạn nhân mới chỉ dựa vào lời khai của Hải. Cũng theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, có nhiều tình tiết phải chứng minh theo quy định của pháp luật nhưng không được làm rõ. Việc lấy dấu vân tay ở hiện trường phải truy nguyên nhưng chưa được làm rõ. Chưa lý giải được vì sao lại có nhiều mẫu dấu vân tay của nhiều người trên hiện trường nhưng lại không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Cơ quan điều tra chưa làm rõ được cơ chế hình thành vết thương trên vùng mặt và đầu của nạn nhân. Hai vết thương trên cổ của nạn nhân giống nhau cả về độ sâu và chiều dài của vết cắt. Đồng thời, theo lời khai của nhân chứng thì khu vực bếp ăn có hai con dao nhưng không được thu giữ, không có trong hình ảnh trong hồ sơ vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng nhấn mạnh trong phiên giám đốc thẩm, chủ tọa và điều tra viên đều thừa nhận có nhiều vi phạm tố tụng như vi phạm khám nghiệm hiện trường, không thu giữ vật chứng, không truy dấu vân tay, không trưng cầu thời điểm chết của nạn nhân, không đưa biên bản lời khai, không nhận tội của bị cáo vào hồ sơ. Các lời khai nhân chứng của Đinh Vũ Thường, Nguyễn Văn Nghị, Phụng Hiếu, Nguyễn My Son, một số biên bản nhận dạng không có người chứng kiến, một số biên bản lời khai hỏi cung của bị cáo không có ký xác nhận, ghi nhận sai mã số ghế. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị có 6 việc phải làm khi điều tra lại, đó là việc nghiệm lại điều tra hiện trường, xác định dấu vân tay là của ai và đối tượng tình nghi, trưng cầu giám định thời điểm nạn nhân chết, làm rõ cơ chế gây thương tích, xác định rõ hơn động cơ, mục đích gây án, bổ sung vào hồ sơ vụ án với những tài liệu, chứng cứ đang có trong hồ sơ nghiệp vụ của cơ quan điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khẳng định có đủ căn cứ và thấy cần thiết kháng nghị hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để làm rõ mâu thuẫn thiếu sót trong tố tụng. Những vấn đề trên cần phải khắc phục để đảm bảo việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.